cái bài em cũng rất là hình của tưởng tượng của cái bài em còn cay. Bây giờ múa chưa tụt thì sao mà âm dương múa lại thì bài không không tụt. Giờ ta múa bình thường không cần khí gì hết, múa như người múa cái bình thường không có chung sai hay sai nha. Mới full bài cực hồi nãy khúc đầu thôi, không đầy đủ. Bài này mới xong là đầy đủ. Em quốc mình coi thuộc không? Cứ nghĩ trong lòng quốc, không để ý tới lượng xung quanh. Từ đầu coi thuộc không? Cái não thuộc thuộc hết, còn không thì cái quốc này là thì nó múa thành nhiều đẹp đó.
rồi, tiếp đi. Mấy lần nó chọn vô khuôn là đúng, còn mới đầu nó cứ sai 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 dần dần nó mới vô khuôn.